đây có cái dấu tích thì nó dùng có thay đổi, bấm Accept Change thì ở đây nó hỏi là có này có làm không đấy, thay đổi. Ok, như vậy thì cái này của mình đã xong. Sau đó mình vào trong cái mình phải tạo một cái PCB, tạo một cái PCB mới để máy in chạy sang. Nên mình thấy ở đây mình có thể design xong là update import trang hoặc update. Import trang là thay đổi từ nguyên lý sang máy in, update là thay đổi máy in thì update lại nguyên lý. Thì em có thể chắc chắn em là design đây xong update PCB đây. Đây cannot locate bởi vì sao? Bởi mình chưa ghi. Đấy, chưa ghi save vào lại. Ghi lại trước đã. Thế sau đó mình đi bên này đi ra update. Thế đây nó có thay đổi này. Mình kiểm tra xem là validate trang để kiểm tra xem là nó tốt chưa. Sau khi xong xuôi ngon lành rồi thì execute. Đấy. Đây tất cả này là đều xong xuôi. Nếu có một lỗi gì ở đây nó cái đỏ đỏ trong ấn on sao rồi. Thì sang phía bên này thì ở đây này bố trí này rồi. Ở đây em có thể làm cái này xong rồi đóng này. Đây cái này xong rồi đóng này. Ở đây em có được window này vertical như này. Ở đây phía bên này em chọn cái đây, giả sử như có rất nhiều linh kiện này, em muốn chọn bên này em chọn đây nó sẽ dễ hơn, hoặc chọn một nhóm này dễ hơn. Thế bên này đây phải để chế độ là crop select mode như này mới được. Đấy, em chọn ở đây, sau đó em bấm sang bên này một cái, em chọn tool complement placement đấy around with rectangle, em bấm vào đây. Thế là tất cả những linh kiện mà em chọn phía bên này này là tự động chọn lên đây. Những linh kiện nào mà em không chọn ấy, thì nó vẫn còn nằm nguyên ở đây. Đấy. Thì hoặc là cách thứ hai là em giả sử em vứt ra linh tinh lắm, em chọn ở đây em muốn sắp xếp từng cái một. Tool thì tool này phải bấm ở đây, tool này con complement placement này, xong reposition select complement đặt lại vị trí của những linh kiện đã chọn, bấm ở đây, bấm phím dấu cách này để xoay. Đấy. Xoay thế nào đó cho hợp lý tùy. Đấy. Nó tự đặt hết con nọ thì nó sẽ nhảy chuột đến con kia. Đấy. Hết. Thế sang bên này, giả sử sang bên này em lại chọn tiếp khoanh vùng cái, em được bấm ở đây cũng được hoặc là khoanh vùng này cũng được. Đấy. Đấy. Giả sử đặt như thế này, thế sau khi xong này rồi, quanh mình đặt xong rồi là ngon lành rồi. Thì cái khung này này để mình di cả một cái cụ, cả một cụ cả trang này đi. Nhưng nếu em có ít có trên một trang thì em không cần, em có thể xóa đi. Đó vào auto root này, on edit rule nếu cần thiết là thay đổi luật, tức là chọn đường to hay bé. Thì ví dụ như là cái này đường to anh chọn 100 mm, đường bé này thường chọn độ khoảng 30 mm là trung bình. Đấy. Ok, 30 mm là tương đương với 0.56 mm nhân với 2.54 ra. Đấy, xong là root on. Đấy. Thì nhìn ở đây. Tự động nối cho mình hết. Đấy. Bao giờ nhé? Bao giờ cho cái này này là có cái dòng chữ là rooting finish là xong nhé. With không components. Fail to complete là không comment. Phải có hai số 0 ở đây thì mới được. Nếu chưa được thì mình phải sắp xếp lại. Đấy, thế là ngon lành rồi. Còn tất nhiên là khi mà mình muốn chạy máy in một lớp để mình tự làm bằng tay nhé, thì mình có thể làm một cách khác. Muốn chạy máy in thì auto root này, on này. Ở edit rule. Ừ, vừa lấy máy in 2 lớp. Thì ở trên này nó có một cái layer, routing layer này. Top và bottom. Giả sử mình không thích top, mình chỉ để bottom bên dưới. Ok, đúng. Thì nó chỉ chạy đúng một lớp cho mình thôi. Đấy, thì...
chạy một lớp thì để là máy in bằng tay. Đây này, nó còn có một cái là một cái không được thì là bị lỗi. Đây nhìn này bị lỗi này. Không được. Vậy thì mình phải bằng một cách nào đó. Hai đường chồng lên nhau. Mình phải bằng một cách nào đó mình khử cái này đi. Đây. Mình sắp xếp linh kiện lại bằng một cách nào đó. Sau đó mình lại. Cái này mình không cần nữa, mình cứ rút ôn. Đấy. Thế không collection xong. Xong rồi nhé. Thế bây giờ mình muốn in. Mình có thể làm vẽ cái viền ở ngoài. Mình vào cái design này. Box shape này. Gdefy box shape này. Đấy. Đấy, thì mình định nghĩa lại cái vùng ấy này, cái vùng máy in. Người ta sẽ căn cứ vào cái chỗ màu đen đen này, đi nếu đi đặt máy in người ta căn cứ màu đen đen để người ta cắt phím. Đấy, sau đó thì mình vào file này. Fabrication output này, vào final. Đấy, sau đó mình kích chuột phải vào đây. Chọn configuration. Mình chỉ có một lớp button thôi, mình để hold này. Đấy. Ok. Đấy nhìn này đây. Nhưng mà nhìn nó cứ mờ in ra không được, phải chọn page setup này. Chọn khổ này, A4 này. Chọn đây là scan 1:1 mono này, có lâu này. Đấy, thì đây chính là cái đường mạch của mình, chỉ việc in cái này ra giấy là làm mạch của ngon mạch xong. Cái chiếc bài này có in này. Giả sử đây là đang tạo in ảo, in PDF. Đấy. Thì đây chính là một trang giấy. Mình chỉ cần cái đầu tiên này. Đấy, xong. Cái này không có. Đấy, như vậy mình đã khởi động rồi, tạo thư viện linh kiện này, thư viện SFP vẽ mi nó chạy mình in xong.